Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng chú ý, mời quý vị cùng điểm qua. Đại đội bộ binh huyện Đức Huệ xứng danh người lính cụ hộ. Cảnh báo mạo danh bác sĩ bệnh viện quân đội 108. Trên thế giới nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng lên mức cao kỷ lục. Ban Bí thư vừa ban hành chỉ thị số 21 về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Cụ thể, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền, mặt trận tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp thực hiện tốt các mục tiêu trọng yếu như phấn đấu đến năm 2030 thu hút từ 50 đến 55% học sinh trung học vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp, đào tạo lại, đào tạo thường xuyên cho khoảng 50% lực lượng lao động, có khoảng 90 cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, có khoảng 200 ngành nghề trọng điểm, trong đó có từ 15 cho đến 20 ngành nghề có năng lực cạnh tranh vượt trội trong ASEAN và thế giới. Đến năm 2045, đáp ứng nhu cầu nhân lực có kỹ năng nghề cao của nước phát triển, đạt trình độ tiên tiến của thế giới. Để hoàn thành các mục tiêu này, ban bí thư yêu cầu triển khai nhiều giải pháp nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có tăng cường nguồn lực, ưu tiên ngân sách nhà nước cho giáo dục nghề nghiệp trong tổng chi ngân sách nhà nước tương xứng với vị trí vai trò của giáo dục nghề nghiệp, nhất là cho các ngành nghề trọng điểm mũi nhọn. Tại công viên phường 2, Quỹ ban nhân dân thành phố Tân An tổ chức lễ phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bí thư Thành ủy Tân An Lê Công Định đến dự. Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người, thấm nhuần đời dạy của bác, hàng năm đảng bộ, chính quyền thành phố Tân An luôn quan tâm chỉ đạo, phát động, tổ chức trồng cây và các hoạt động bảo vệ môi trường. Năm nay, thành phố Tân An trồng khoảng 2.500 cây xanh, gồm cây lọc rừng sao đen, bằng lăng thái và cây hoàng yến từ nguồn xã hội quá. Quỹ ban nhân dân thị trấn Tân Trụ, huyện Tân Trụ tổ chức lễ phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm tháng 6. Sau lễ phát động, lãnh đạo cán bộ, hội viên đoàn thể thị trấn cùng đông đảo người dân thị trấn Tân Trụ tham gia trồng hơn 1.000 cây hoa giấy dọc hai bên tuyến đường Nguyễn Quảng Anh với chiều dài 2,2 km. Đây là việc làm thiết thực, có ý nghĩa trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và hưởng ứng chương trình trồng một tỷ cây xanh vì việc năm xanh do chính phủ phát động. Nằm trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã Kiến Tường, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Kiến Tường phối hợp phòng tài nguyên môi trường thị xã ra quân trồng dừa trên các tuyến đường. Số lượng cây dừa được trồng trong đợt này là hơn 1.300 cây do phòng tài nguyên môi trường thị xã hỗ trợ, được phân phối về cho các xã phường. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã cũng đã tuyên truyền vận động chị em hội viên, người dân cùng nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện tốt chủ trương xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn thị xã thưa quý vị, đóng quân nơi biên giới, cán bộ chiến sĩ đại đội bộ binh, ban chỉ huy quân sự huyện Đức vị không những tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, mà còn đẩy mạnh học tập và làm theo cương bác, với những cách làm sáng tạo, tạo niềm tin trong nhân dân đối với người lính cụ hồ nơi biên giới. Nhiều năm nay, hình ảnh cán bộ chiến sĩ đi xuống địa bàn giúp dân, dũng không còn xa lạ với người dân xã Mỹ Quý Tây với suy nghĩ việc gì dân khó là có bộ đội. Từ năm 2021 đến nay, đại đội bộ binh quyện giúp dân hơn 360 ngày công lao động. Không chỉ làm đường xây nhà cho dân, cán bộ chiến sĩ đại đội bộ binh quyện Đức Quệ còn đồng hành cùng học sinh nghèo thông qua mô hình em nuôi của đoàn. Với đặc thù là đơn vị sẵn sàng chiến đấu thì từ cá nhân đến tập thể trong đơn vị đại đội bộ binh luôn quán triệt sâu sắc việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh từ những việc nhỏ nhặt nhất hàng ngày như trong lời ăn tiếng nói trong quá trình sinh hoạt tại đơn vị và trong việc tiết kiệm điện nước nếu mà đưa được chia sẻ việc điển hình của đơn vị thì tôi xin nhắc đến là việc trong công tác dân vận và quan hệ với nhân dân trên địa bàn đông quân ngay từ đầu thì đơn vị xác định công tác dân vận là một nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của đơn vị trong hai năm qua, đơn vị đã giới thiệu hơn 25 đoàn viên ưu tú học lớp lý luận nhận thức về đảng và đã kết nạp được 8 đảng viên. Bên cạnh đạt thành tích cao trong công tác huấn luyện, hội thao năm 2022, đại đội bộ binh quyền xuất sắc đạt giải nhất tại hội thi tăng gia sản xuất giỏi. Đơn vị xem nhiệm vụ tăng gia là một cái nhiệm vụ quan trọng để bảo đảm tốt mọi mặt học cần cho đơn vị học tập và công tác sinh hoạt thì mô hình tăng gia sản xuất của đại, bộ, đại đội bộ binh trong thời gian qua luôn được sự luôn được chú tâm và trong hội thi đơn vị tăng gia sản xuất giỏi do lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức năm 2022 thì đơn vị đại đội bộ binh được giải nhất. Với những kết quả đạt được, nhất là trong công tác phòng chống dịch Covid-19, đại đội bộ binh quyền Tức Quệ vinh dự nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp trao tặng. Đây là sự ghi nhận cho những nỗ lực phấn đấu của đơn vị trong công tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành xuất sắc một nhiệm vụ được giao, xứng danh bộ đội cụ hồ. Xin chuyển sang thông tin khác. Thưa quý vị, Hội đồng Nhân dân quyền Đức Hòa tổ chức kỳ họp thứ 10, kỳ họp chuyên đề khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026, Kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân huyện đã thông qua 7 nghị quyết, gồm điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Đức Hòa, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu tái định cư hai bên đường, đường tỉnh 823D, khu tái định cư 2, thị trấn Đức Hòa và xã Đức Hòa Thượng và một số nghị quyết quan trọng khác. Kỳ họp cũng tổ chức phiên giải trình giữa hai kỳ họp với chủ đề giải pháp nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện theo nghị quyết quyền ủy hội đồng nhân dân kế hoạch ủy ban nhân dân đến cuối năm 2023 tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện phải đạt 92% đến năm 2025 đạt 95% tiến tới y tế toàn dân trong thời gian tới Lãnh đạo Quyền Đức Huệ có buổi làm việc với các xã Bình Hòa Bắc, Mỹ Thành Bắc và thị trấn Đông Thành cùng các đơn vị thi công các công trình thuộc nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á. Theo đó, Quyền Đức Huệ đã được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á tài trợ thực hiện hai công trình với tổng mức đầu tư gần 21 tỷ đồng, gồm công trình đường từ ấp 1 xã Mỹ Thành Bắc đến đường số 1 thị trấn Đông Thành và công trình đường cặp kênh cặp đường tỉnh 816, đoạn từ cầu Trà Cú Thượng đến đường tỉnh 839. Tại buổi làm việc, lãnh đạo quyền đề nghị Quỹ ban nhân dân các xã thị trấn và các đơn vị thi công nêu rõ thêm những vấn đề còn khó khăn dứng mắt trong quá trình thực hiện công trình, nhất là công tác giải phóng mặt bằng để nhanh tiến độ thi công công trình hoàn thành theo kế hoạch đề ra. Sở Thông tin và Truyền thông Long An khai giảng lớp tập quấn nâng cao nhận thức, kỹ năng số cho hơn 100 công chức lãnh đạo cấp xã phường thị trấn thuộc địa bàn 6 huyện thị xã khu vực Đồng Tháp 10. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 5 2023, ông Lê Nguyễn Trường Giang, viện trưởng Viện Chiến lược Chuyển đổi số trình bày các nội dung tổng quan về chuyển đổi số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó, báo cáo viên đi sâu làm rõ những nội dung về cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các thành phần tham gia chuyển đổi số, các yếu tố giúp chuyển đổi số thành công. Hội nông dân tỉnh Long An tổ chức tập quấn truyền thông nâng cao nhận thức về xây dựng nông thôn mới cho các cán bộ hội viên nông dân trên địa bàn xã Vĩnh Bủ, huyện Tân Hưng. Tại đây, hơn 80 hội viên nông dân được triển khai các nội dung về tình hình, kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đến quý 1 năm 2023, nâng cao chất lượng và phát huy vai trò của hội nông dân trong xây dựng nông thôn mới thông qua phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững và xây dựng các chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp. Tại huyện Cần Đức, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp cùng Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức tọa đàm về vai trò của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trong thực hiện tín dụng chính sách xã hội. Buổi tọa đàm đại biểu quan tâm các vấn đề về chương trình cho dai giải quyết việc đàm, việc thu hồi vốn. Ngoài ra, cán bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh còn phổ biến một số nội dung đối với các tổ tiết kiệm và vay vốn như lập hồ sơ cho dai phải minh bạch, công khai rõ ràng, tránh tình trạng cho dai chồng chéo, dai không đúng đối tượng, không đúng mục đích. Hội chữ thập đỏ thành phố Tân An tổ chức khám bệnh tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi ở các xã phường. Tại buổi khám bệnh, 300 người cao tuổi thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn được các bác sĩ khám kiểm tra sức khỏe, tư vấn cách phòng chống bệnh và thực hiện chế độ dinh dưỡng hợp lý với tuổi già. Tổng kinh phí khám và phát thuốc trên 100 triệu đồng do tỉnh xá Ngọc An phường 2 thành phố Tân An tài trợ. Đây là hoạt động nằm trong chương trình hành động tháng nhân đạo năm 2023 và chăm sóc sức khỏe cộng đồng của Hội chữ thập đỏ thành phố Tân An. Bộ Y tế chịu trách nhiệm trong trường hợp để xảy ra tình trạng thiếu một số loại thuốc phổ biến có tỷ trọng lớn phát sinh trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Đây là kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp về việc đấu thầu mua sắm thuốc tại Bộ Y tế và các địa phương mới đây. Trong thời gian tới, Bộ Y tế tiếp tục tổ chức đấu thầu tập trung cấp quốc gia, đặt hàng một số loại thuốc phổ biến có tỷ trọng lớn, vaccine dùng trong chương trình tiêm chủng mở rộng để giảm giá thành bảo đảm nguồn cung cho các địa phương mua sắm, đồng thời cần ra soát thống kê nhu cầu của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Mương, cân đối với nguồn diện trợ để đấu thầu cấp quốc gia hoặc đặt hàng theo đúng chỉ đạo. Đối với các loại thuốc phổ biến có nhu cầu sử dụng lớn, thuốc hiếm phải đấu thầu tập trung cấp quốc gia để giảm giá thuốc. Thưa quý vị, bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa đưa ra cảnh báo về việc một đối tượng tự xưng là bác sĩ của bệnh viện chia sẻ và giới thiệu cuốn sách mang tên Minh Triết trong ăn uống của người phương Đông. Đối tượng giả mạo đã sử dụng danh xưng đập lờ liên quan đến bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sao chép logo, ảnh bìa trang fanpage chính thức của bệnh viện để kinh doanh các mặt hàng thuốc trái phép. Điều này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân trong việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng đồng thời làm ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện. Bệnh viện khẳng định bệnh viện chỉ có một địa chỉ duy nhất tại số 1 đường Trần Hưng Đạo, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bệnh viện và cán bộ nhân viên bệnh viện không bán thực phẩm chức năng và không bán thuốc ngoài phạm vi bệnh viện, nhất là qua các trang mạng xã hội. Người dân cần hết sức tỉnh táo, thận trọng để không bị tiền mất tật mang. Số lượng người vượt biên trái phép từ Mexico vào Mỹ liên tục giảm mạnh trong những ngày gần đây sau khi Washington dỡ bỏ điều khoản 42 về quản lý biên giới. Theo số liệu của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ, tỷ lệ giảm lên tới một nửa so với trước ngày 12 tháng 5, thời điểm điều khoản 42 chính thức hết hiệu lực. Theo Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới Mỹ, số vụ vượt biên trái phép bị lực lượng tuần tra biên giới Mỹ phát hiện hàng ngày đang giảm dần và hiện chỉ ở mức 4.000 người một ngày. Con số này chỉ bằng 40% so với thời điểm trước ngày 12 tháng 5. Ngoài việc giảm được số lượng người nhập cư trái phép, trong thời gian qua, chính quyền Mỹ cũng đã cho hồi hương hoặc đưa đến Mexico hàng ngàn người nhập cư bất hợp pháp trước đó. Hiện Mỹ vẫn đang áp dụng điều khoản 8 cho phép người dân các nước được nhập cư hợp pháp vào nước Mỹ. Kết quả khảo sát do Bộ Y tế Canada vừa công bố cho thấy, số lượng thanh thiếu niên thường xuyên sử dụng thuốc lá điện tử ở nước này đang tăng đáng kể và được xếp vào hàng cao nhất thế giới. Khảo sát hơn 60.000 đối tượng từ lớp 7 đến lớp 12 ở Canada cho thấy, gần 30% số em từng sử dụng thuốc lá điện tử. Theo các chuyên gia, đây là một vấn đề đáng lo ngại khi thuốc lá điện tử vẫn có lượng nicotine nhất định và có thể gây nghiện. Bộ y tế Canada cũng bày tỏ quan ngại về vấn đề này và cho biết chính phủ Canada đang thực hiện các biện pháp để giải quyết vấn đề trên, trong đó có giáo dục, thuyết phục và tăng cường thực thi pháp luật đối với thanh thiếu niên sử dụng thuốc lá điện tử. Bộ Năng lượng Thái Lan thông báo nước này đang tích cực phát huy vai trò tiên phong trong chuyển đổi năng lượng khu vực trong bối cảnh làn sóng chuyển đổi năng lượng đang nổi lên mạnh mẽ trên toàn cầu. Bộ Năng lượng nhấn mạnh cam kết của Thái Lan trong việc hướng tới nền kinh tế carbon thấp thông qua những quyết tâm, nỗ lực và các chính sách nhất quán. Hiện Thái Lan đang đẩy mạnh sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo như quang điện, phong điện và thủy điện kết hợp với phân bổ ngân sách hỗ trợ một cách hợp lý. Thái Lan đặt mục tiêu tham vọng là sẽ trung hòa carbon vào năm 2050 và đưa mức phát thải ròng về không vào năm 2065. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos vừa phê duyệt kế hoạch phát triển du lịch quốc gia giai đoạn 2023-2028 do Bộ Du lịch Philippines đệ trình. Kế hoạch này nhằm giải quyết các thách thức phát triển ngành du lịch Philippines hướng đến mục tiêu đưa Philippines trở thành một cường quốc du lịch tại châu Á. Kế hoạch gồm 7 mục tiêu chiến lược, là cải thiện cơ sở hạ tầng và khả năng tiếp cận du lịch, số hóa du lịch và kết nối toàn diện, tăng cường trải nghiệm du lịch tổng thể, bình đẳng hóa phát triển và xúc tiến sản phẩm du lịch, đa dạng hóa danh mục đầu tư du lịch thông qua du lịch đa chiều, khai thác tối đa du lịch trong nước và quốc tế, tăng cường quản trị du lịch thông qua việc hợp tác chặt chẽ với các bên liên quan ở cấp quốc gia và địa phương. Bộ Du lịch Philippines sẽ tham gia lập bản đồ di sản và văn hóa các vùng miền, giúp ngành du lịch địa phương phát triển các sản phẩm đặc sắc của mình. Tổ chức Khí tượng Thế giới cảnh báo nhiệt độ toàn cầu có thể tăng lên mức kỷ lục trong vòng 5 năm tới do khí nhà kính giữ nhiệt và hiện tượng tự nhiên El Niño gây ra. Báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết có 66% khả năng nhiệt độ toàn cầu trung bình hàng năm sẽ cao hơn 1,5 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp trong ít nhất một năm tới và 98% khả năng nhiệt độ toàn cầu sẽ ghi nhận mức nóng kỷ lục trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến năm 2027. Theo tổ chức khí tượng thế giới, hiện tượng El nóng lên dự kiến sẽ gia tăng trong những tháng tới và điều này kết hợp với sự biến đổi khí hậu sẽ đẩy nhiệt độ toàn cầu lên một mức cao chưa từng có, gây tác động sâu rộng đối với sức khỏe, an ninh lương thực, quản lý nước và môi trường. Tổ chức khí tượng thế giới dự báo nhiệt độ bề mặt trung bình toàn cầu hàng năm từ nay đến năm 2027 sẽ cao hơn từ 1,1 độ C đến 1,8 độ C so với mức trung bình của những năm 1850-1900 và một trong 5 năm, năm tới sẽ là năm nóng kỷ lục vượt cả năm 2016, thời điểm nhiệt độ toàn cầu ghi nhận tăng thêm 1,3 độ C. Bản tin thời sự sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.